Chào mọi người, em là Trâm. Hôm nay em muốn gửi cho mọi người câu chuyện về cô người yêu cũ siêu hãm và thằng chồng đáng bị em cho bầm mắt. Chồng em tên là Khánh, bọn em quen nhau khi em vừa học đại học xong. Thời gian đầu cưa cẩm, em có hỏi ổng đã quên được người yêu cũ chưa? Thì ổng bảo là đã quên từ lâu rồi. Vì em rất sợ kiểu người đã có người mới nhưng vẫn còn tư tưởng tới người cũ, nên em hỏi nhiều lắm. Trực giác của em trước giờ rất nhạy, làm em bán tính bán nghi. Nhưng mà thấy ổng khá dễ thương, nói chuyện rồi sở thích cũng hợp nhau nên đồng ý ngỏ lời. Quen nhau cũng được 5 tháng thì bọn em thường xuyên qua nhà nhau chơi. Mẹ ổng ban đầu không có thích em, còn tỏ thái độ ghét ra mặt. Nhưng ổng thì lúc nào cũng bên vực em, nếu mẹ có cố ý bắt lỗi em nên em cũng bớt sợ phần nào. Sau đó thì em tìm cách lấy lòng mẹ nên dần dần hai mẹ con nói chuyện với nhau nhiều hơn. Mẹ kể với em là chồng em rất ngu Người yêu cũ đòi cái gì cũng mua cũng chiều Nó đòi đủ thứ trên trời Không mua thì nó chặn rồi dỗi hơn các thứ nên phải mua Tiền lương bao nhiêu nó ăn sạch Cả nhà ai cũng phản đối chuyện tình ngu dốt này Nhưng mà ổng chẳng nghe ai hết Đỉnh điểm là lúc trước ổng cãi lời mẹ từ nhà chạy thăm nhà hiền Người yêu cũ của ổng ở nơi khác Nhưng gia đình bên đó không chấp nhận cho hai đứa quen nhau Đuổi ổng về nên lúc về ổng suy nghĩ nhiều mất tập trung rồi bị người khác chạy xe không cẩn thận đâm phải ổng bị chấn thương phần đầu mất nhiều máu khi vào viện ổng gọi cho hiền bảo qua với ổng một lát bệnh viện cách nhà hiền không xa nhưng nói viện lý do là người nhà không cho đi rồi đôi co một lúc thì nói thẳng là muốn chia tay bảo sợ anh bị tai nạn sau này có biến chứng sẽ khổ xuất viện ra ổng nhốt mình trong phòng suốt mấy tháng trời mới chịu tái hòa nhập cộng đồng 7 tháng sau đó thì gặp em câu người yêu cũ là một cái gì đó rất hãm không có sai đâu mọi người ơi hiền hỏi han bạn bè nên biết được ổng đã khỏe lại vì ổng block hiền trên mọi mặt trận luôn nên nó mua sim mới tạo tài khoản zalo facebook rồi spam tin nhắn cuộc gọi nhở với nội dung em vẫn còn tình cảm với anh mình quay lại được không anh ổng trép lại kiểu dịu dàng lắm anh có người yêu mới rồi em đừng làm như vậy nữa anh khó xử lắm nó rép lại chồng em khi nào anh cưới nhớ mời em, em muốn mua cho vợ anh cái váy cưới mà em ao ước được mặc, rồi tiến vào lễ đường với anh. Anh hạnh phúc nha, cô ấy không cần anh nữa thì trả lại cho em. Ông còn trép lại, ừ em cũng hạnh phúc nha, cô gái anh từng yêu. May là ông không mời đến cưới thiệt, không là biết tay em rồi, mà đâu phải là tự nguyện đưa cho em đọc đâu mọi người. Ông ngủ rồi em mới vào điện thoại kiểm tra đó em thề với mọi người là em đọc xong máu não em sôi sùng sục luôn em cho ông một cú trời dáng làm ông tỉnh cả ngủ cuống cuồng lên hỏi em có chuyện gì em tức quá quăng điện thoại qua rồi bảo tự đi mà đọc mà quan điểm của em chuyện đại kỷ nhất trong chuyện tình cảm là giấu diếm sau lưng qua lại với người yêu cũ rồi gái gú chơi bời các thứ ông biết điều đó nên khóc lóc nỉ nôi xin lỗi em hứa không tái phạm em cũng nhẹ dạ tha thứ nhưng mà Giang Sơn dễ đổi bản tính khó dời Lại tiếp tục nhắn tin qua lại với Hiền Tính em nóng như nham thạch nên gọi thẳng nó Chửi cho một hơi rồi về nhà block luôn mess Zalo số điện thoại chồng em Ổng không thèm đi làm Qua trước cửa nhà em ngồi từ sáng tới tối suốt một tuần Ba mẹ cũng xót nên dục em tha thứ cho ổng Em không nghe ai hết bỏ ổng về đi Ổng cũng không về, ngồi lì ở nhà em luôn Làm em bị mẹ mắng tại sao lại hành con người ta như vậy Nên em buộc lòng phải tha thứ Ông thề thốt đủ thứ rồi gọi điện cắt đứt với cô người yêu cũ đó xong rồi block luôn trước mặt em. Sau lần đó tình cảm của em cũng vơi đi nhiều. Nói em ích kỷ cũng được. Nhưng đâu ai muốn. Người mình yêu lừa dối mình đâu đúng không? Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nó lấy hình ảnh rồi số điện thoại của em đăng trong rút kín với nội dung là em nhận đi khách. Một ngày em nhận được rất nhiều cuộc gọi, tin nhắn hỏi em có đi khách không. Em gặn hỏi một anh thì biết được tài khoản Facebook tên cô người yêu cũ đăng cái status đó em không nhịn nổi nữa nên một hai bắt thằng chồng em phải đi với em qua nhà nó nói chuyện cho ra lẽ tội này là tội bôi nhọ danh dự người khác chứ đùa đâu tự nhiên khi không đang là một người bình thường thì bị gán cho cái mắt đi khách hội chị em nghe tức quá cũng đi theo còn bạn em cưng em như trứng vả lại nó đang làm luật sư nên chuyện này tất nhiên nó sẽ không bỏ qua dễ dàng đến nơi nói chuyện đầu đuôi xong em dọa gặp nhau ở tòa nên bố mẹ nó sợ xin lỗi em trối trích ừ, đúng là con dạy cái mang mà còn nó thì tỏ thái độ như là mình không làm gì sai còn dọa đánh em nữa chứ lúc nó dơ tay định đánh em thì chồng em bóp nó một phát làm nó ngã lăn ra sàn mấy con bạn em cũng cảnh cáo nó để nó bớt dơ giùm đi em ngồi xem mà hả dạ lắm nhưng bố mẹ nó xin lỗi quá em cũng mềm lòng nên đành cho qua rồi về từ dạo đó đến nay chẳng còn thấy em hiền xuất hiện trong cuộc sống của em nữa chồng em thì ngoan hẳn ra dạ dạ vân vân tự giác nộp điện thoại cho vợ kiểm tra sẵn đây em muốn nói với các chị em phụ nữ là phụ nữ hiện đại giữ tiền chứ không giữ chồng. thằng này không tốt thì có thằng khác. đừng có ngu muội mà quỷ lụy và một thằng không ra gì nha. Chồng mình thu nhập cao hơn vợ, đổi lại đấy vắng nhà suốt. việc chăm con cái đối nội đối ngoại mình phải gánh hoàn toàn. Chồng mình cứ đi từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật được nghỉ, lại theo hội bạn đi câu. Nói không quá chứ nhà chỉ như chỗ trọ, anh ấy về ngủ mỗi lúc buổi tối. Con có khi cả tháng không được chơi với bố lần nào. Nhiều khi thương con mình cũng góp ý, nhưng chồng lại bảo, thế em ở nhà làm gì? Sau mình chán cũng không nói lại. Con ốm đau bố mẹ trái gió trở trời, nằm viện chỉ mình lo, chồng luôn viện cớ bận, đùng đẩy hết cho vợ. Thật sự mà nói, lắm lúc mình chán, ngồi nghĩ mình không khác gì mẹ đơn thân. Xong nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy lo kinh tế nhiều hơn, mình đành chịu vất vả làm việc nhà thay, cái gì cũng phải có hai mặt của nó. Tuy nhiên cuối tuần trước, mình vô tình đọc được tin nhắn chồng nói chuyện với em gái. Anh cho cô ấy 200 triệu để làm nhà. Hôm trước vợ chồng cô ấy sang nhà mình vay, bọn mình đã thống nhất cho vay 300 triệu rồi. Không ngờ anh chỉ diễn trước mắt vợ, sau lưng âm thầm cho thêm 200 triệu nữa. Nói thật, chuyện anh em trong nhà bao bọc nhau, mình không phản đối. Nhưng anh cho em gái ngừng ấy tiền thì phải thông qua ý vợ. Đằng này anh ấy còn dặn cô em là không cho chị dâu biết đó là tiền riêng của anh. Vậy có nghĩa chồng mình không chỉ thiếu tôn trọng vợ mà còn có quỷ đen, mình không hề biết. Trong khi lúc nào anh cũng nói rằng kinh tế kiếm được bao nhiêu đều đã đưa vợ cầm cả rồi. Hôm ấy mình bức xúc lắm, lập tức gọi chồng ra đối chất nói chuyện. Lúc đầu anh ấy chối quanh co không chịu nhận. Tới khi mình đưa điện thoại ra, anh mới thôi không chối. Tuy nhiên thái độ của chồng càng làm mình ức hơn. Anh ấy bảo, Đúng là tôi cho em gái tiền, nhưng đó là tiền tôi làm ra. Có đồng nào của cô trong đó không mà tôi phải xin phép cô đồng ý. Mình nghẹn đắng, cảm giác bao nhiêu công lao hy sinh vất vả của mình vì gia đình trong suốt thời gian qua đổ sông đổ bể hết. Thậm chí anh ấy còn dở giọng nói rằng mình không có quyền giám sát quản lý chi tiêu của chồng. Trước này anh không để vợ phải túng tiếu. Nếu mình không biết điều, anh không đưa tiền chi tiêu hàng tháng cho nữa, thực hiện ai tiêu tiền người ấy cho mình biết. Nghe tới đây mình nản hẳn, lấy 20 triệu chồng đưa tối hôm trước vẫn còn nguyên, tuyên bố, từ nay cứ mạnh ai người nấy sống, tiền ai người nấy tiêu, đúng như là anh nói đi. Lúc đó chồng mình vẫn tự đắc lắm, còn thách thức bảo xem mình chịu được mấy bữa. Cho tới lúc đi ngủ, chồng vào giường, mình đưa gối chỉ tay, đã chia đôi tài chính thì giường cũng phải chia. Lão ấy hậm hực ôm gối sang phòng bên, hôm sau tới bữa mình cũng chỉ nấu cơm cho hai mẹ con mình ăn. Lão về muộn không thấy vợ phần cơm, căng nhằn, nhưng mình bảo, tôi không cầm tiền của anh không có nghĩa vụ nấu nướng phục vụ năm ngày chia mâm chia giường chồng khó chịu ra mặt mình vẫn kệ tối ấy nhà có khách nhưng là khách của chồng đến ăn cơm nên mình cũng nói luôn tự túc đi chứ tôi không có trách nhiệm với bạn của anh đâu nói rồi mình dắt xe đi mặc kệ chồng ở lại hằng học bực tức tới chiều anh ấy nhắn tin bảo mình về nhà sớm vợ chồng nói chuyện nghiêm túc Hờ mấy có bao nhiêu bức xúc trong lòng mình xả ra hết, cũng nói rõ rằng nếu anh cảm thấy không còn tôn trọng vợ nữa thì ly hôn, chứ mình không muốn sống kiểu vợ chồng coi nhau như không tồn tại. Chắc mấy ngày đó chồng mình cũng suy nghĩ và thấy tầm quan trọng của mình nên thẳng thắn thừa nhận lỗi sai về mình và hứa sẽ thay đổi. Nghe vậy mình cũng chẳng biết chồng có thực sự thay đổi được không, nhưng coi như biện pháp này có vẻ áp dụng được, chia sẻ cho các chị em nha. Chào mọi người, em là Ngọc Anh. Em và chồng lấy nhau được 2 năm, hai đứa bằng tuổi cũng là bạn cấp 3, nhà cũng bình thường thôi nên vợ chồng vẫn ở thuê không đủ tiền mua nhà. Vợ chồng em một số tiền tiết kiệm sau cưới được cho với tiết kiệm được thì để dành sau này mua nhà, lo cho con. Em vừa sinh cháu được 6 tháng, cuộc sống vẫn rất vui vẻ, hạnh phúc. Cho đến đợt này, từ Tết đổ ra em hay thấy chồng về muộn. Ban đầu em cũng có nghi ngờ, nhưng anh bảo công ty nhiều việc phải làm thêm, Em bảo chồng xin về sớm chăm con, anh ấy bảo không bỏ được. Điều này càng khiến em nghĩ ngợi nhiều hơn. Nói tóm lại, sau cái đợt nói chuyện căng thẳng ấy thì hôm nào cần về gấp thì anh vẫn về gấp được, xong anh lại tiếp tục làm việc về đêm. Em ngoài tin tưởng thì cũng chẳng thấy nghi ngờ gì được chồng, chắc do phụ nữ sau sinh suy nghĩ nhiều nên bỏ qua mà tập trung để chăm con. Tuy vậy, nhiều khi em nghĩ cũng thương chồng vì phải vất vả làm việc kiếm tiền lo cho gia đình. Xong về nhà là phải chạy đi đủ chỗ mua sắm, chuẩn bị đồ ăn đồ uống các thứ cho hai mẹ con. Nhưng mà chồng bận đột xuất nhiều vậy, cuối tuần cũng có chuyện phải đi làm thì cô vợ nào chả xin nghi và lo lắng chứ. Mọi hiểu lầm dường như được tỏ rõ cho đến hôm qua, có đồng nghiệp của anh đến nhà em chơi, anh này là bạn đại học của chồng, được chồng giới thiệu về công ty làm. Anh ấy đến chơi có chút quà cáp cảm ơn, nhưng chồng em lại chạy ra ngõ mua ít đồ mời ở lại ăn cơm. Em mới hỏi anh ấy chuyện công ty như thế nào mà chồng phải vất vả đến vậy, ngày nào cũng đi sớm về muộn. Lúc đó em hỏi cũng gọi là dò xét xem có thật sự toàn bộ sự bận rộn do chuyện công ty hay không. Nghe xong thì đồng nghiệp chồng đáp, công việc công ty cũng không bận lắm đâu, bình thường thì 5 giờ được về rồi, mà chồng em xin làm thêm giờ, lương nhân 2 nhân 3 để kiếm thêm tiền, làm cả phần của người khác luôn nên mới về muộn như vậy đó, nghe bảo là muốn tích góp mua nhà có khi do em xin bé nên anh ấy cũng phải suy nghĩ nhiều hơn em cứ yên tâm với chồng đi nó vất vả lắm nói đến đây thật sự thấy thương chồng hóa ra ngày nào cũng cố gắng ở lại cả thứ bảy cũng được nghỉ làm cố để được tăng lương thưởng cho em và con lúc sau thì em cũng hỏi chồng là sao làm thêm ngoài giờ không nói thì anh bảo em anh nói sợ em lo lắng với giận nên anh không nói anh cũng chỉ muốn kiếm thêm để lo cho em với con lấy em nhà anh vốn chẳng có gì cho em với con nên anh thấy em thiệt lắm nên anh cũng muốn bù đắp cho hai mẹ con được sống thoải mái hơn nói ra thì sợ em buồn mà anh không muốn em phải suy nghĩ vậy mà em còn có lúc nghĩ chồng không thương vợ thương con đi chơi xong vì nói dối lại là đi làm nghi ngờ chồng cũng một phần vì em mới sinh tâm lý sau khi sinh cũng không ổn nữa nhiều lúc còn trách anh là mãi chơi xong về đêm phải làm bù hóa ra chỉ là anh cố hoàn thành công việc vì việc nay chưa xong sẽ bị dồn sang ngày mai đó mọi người, đàn ông có một áp lực vô hình là phải đi làm kiếm tiền. Thật nhiều tiền để lo cho vợ cho con. Nhưng chẳng qua như chồng em có nói ra hay không thôi. Sơ hơn một năm hẹn hò, cuối tuần vừa rồi quân đưa mình về nhà nấy giới thiệu với gia đình. Vì quân là con trai duy nhất nên chuyện kết hôn của anh, các chị mình trong nhà đều rất quan tâm, đưa nhau về cả để xem mặt em dâu tương lai. Hôm ấy bố mẹ quân làm năm mâm cổ mời thêm các bác các chú trong họ. Mặc dù quân cũng nói trước cho mình chuẩn bị tinh thần, nhưng về tới nơi thấy mọi người ngồi đông đủ, mình vẫn hơi trung. Sau màn chào hỏi, quân dục mình xuống bếp nấu cơm cùng các chị em của anh. Tất nhiên việc này mình không ngại vì nghĩ như thế cho gần gũi với mọi người. Tuy nhiên vừa xuống dưới bếp, quân đã chỉ tay vào mấy con gà sống thả trong lòng bảo. Em thịt gà trước đi, nhớ làm nhanh tay lên đó. Lúc ấy mình hơi bất ngờ, vì thú thực từ nhỏ tới giờ mình chưa bao giờ thịt gà nên cũng quay lại bảo anh như vậy. Tuy nhiên quân quắc ngay mắt nói, chưa thịt bao giờ thì hôm nay thịt, em làm giận đi cho quen, xác định về làm dâu nhà anh thì cái gì cũng phải biết làm. Mình sững người, nghe anh nói giống kiểu, mình phải quỵ lụy để được anh ấy cưới không bằng. Mấy chị gái quân nghe vậy biết ý chạy lại đỡ lời, mắng lại em trai, sao lại ăn nói vậy? Rồi họ cũng mỗi người một việc sắn tay thịt gà giúp, mình chỉ ngồi vặt lông cùng. Quân tỏ vẻ khó chịu ra mặt, Lúc mình ngồi rửa rau ngoài sân giếng, anh ấy ra lầu bào mắng mình bỏ cái tính tiểu thư thành phố, động cái gì cũng không biết đi, đừng làm anh xấu hổ với người nhà. Nói xong anh ấy vào trong ngồi chơi game, mặc bạn gái đội nón giữa sân nắng là một mình. Tí tới giờ sắp cổ xuống bếp thấy năm con gà luộc trên mâm chưa chặt, quần lại chỉ tay sai mình, chặt gà đi em. Lần này mình vẫn trả lời rằng mình không biết chặt gà, quần nổi khùng luôn, anh đỏ mặt quát ầm. Cái gì em cũng nói là không biết làm sao, đã nói rồi không biết thì học, có con gà không biết chặt thì làm sao đủ tiêu chuẩn đi làm dâu Anh nói rõ rồi đó Muốn làm dâu nhà anh thì cái gì em cũng phải biết làm Nghe tới đây mình ngán ngẩm tới tận cổ Về nhà quân chơi trong vòng chưa đầy 4 tiếng đồng hồ Đã phải nghe ít nhất hai lần Cái điều kiện muốn về làm dâu nhà anh Thì phải thế này thế kia Thật sự công việc mình không ngại làm Không biết mình vẫn sẵn sàng học Nhưng với điều kiện quân phải biết tôn trọng Giữ thể diện cho bạn gái Đằng này mới lần đầu về chơi Anh đã đối xử với mình như thế thì không biết liệu sau này làm vợ anh rồi Quân sẽ xem mình ra cái gì Đằng này mới là anh Còn chưa nói gì tới gia đình họ hàng anh đối xử với mình như thế nào nữa Quá thất vọng với cách hành xử của Quân Mình nói thẳng Nay anh mời tôi về nhà anh làm khách Tôi không có nghĩa vụ thể hiện rằng Mình đã đủ tiêu chuẩn làm vợ làm dâu nhà anh như anh muốn Bởi thứ nhất tôi chưa chính thức nhận lời lấy anh Thứ hai với tôi tiêu chuẩn làm vợ Không chỉ là biết tay giao tay thớt như anh yêu cầu Mà còn ở nhiều mặt khác Đặc biệt anh cũng không đủ tiêu chuẩn để làm chồng tôi đâu Tóm lại tôi thấy giữa tôi với anh tư tưởng quá khác nhau Nên tốt nhất chia tay tại đây đi Nói hết những gì cần nói Mình lên nhà sách túi chào gia đình anh một tiếng Cho khỏi mang tiếng mất lịch sự Rồi bắt thẳng xe về thành phố Tối ấy Quân cũng lên Anh gọi điện bảo muốn gặp mình nói chuyện Nhưng mình nhất quyết không Vì nghĩ chẳng còn gì để giải thích trình bày với nhau nữa chồng mình tính nết bảo thủ làm vợ anh ấy lúc nào mình cũng phải nhịn chồng như nhịn cơm sống anh ấy không bao giờ biết nhận mình sai nên mình chẳng thể ngồi phân tích lý lẽ được nhiều khi ức chế chồng ngang ngược mình cũng nói lại rồi hai đứa to tiếng mệt ở chỗ người ngậm cục tức cuối cùng vẫn là mình bởi anh ấy luôn chốt hạ bằng câu đàn bà biết gì mà lắm lời mình ghét nhất chồng ở cách ăn ở thiếu công bằng giữa hai bên nội ngoại rõ ràng bố mẹ anh chị nhà mình sống rất tình cảm, rất quý trễ, nhưng đối với họ, chồng mình luôn giữ khoảng cách. Nhà ngoại có việc gì gọi hai đứa về, anh Toàn tỏ vẻ khó chịu, không thích cho vợ về. Anh ấy nói phận con gái lấy chồng phải biết yên phận lo cho nhà chồng. Việc bố mẹ gọi cứ gọi, mình tự phải biết tập trung lo việc nhà chồng. Chẳng thế mà nhà nội cách xa gần trăm cây số, nhưng tháng nào vợ chồng con cái phải đưa nhau về thăm ông bà một hai lần. Ngược lại nhà ngoại cách chưa đầy chục cây, nhưng có khi 3-4 tháng chồng mình không đặt chân tới nhà thăm bố mẹ vợ. Cuối tuần vừa rồi là dỗ ông nội mình. Bố mẹ gọi hai đứa đưa con về làm cổ thắp hương. Tuy nhiên chồng mình không cho vợ về. Anh nói đời ông bà có bố mẹ lo. Mình phận cháu chắc lại còn là gái đã lấy chồng càng không cần phải về. Mình vẫn nhẹ nhàng thuyết phục anh ấy để đưa con về cho vui vẻ. Nhưng anh lại tỏ thái độ cực khó chịu. Thậm chí anh ấy còn chỉ thẳng tay thách thức. Tôi nói không về là không về. Nếu cô cố tình về bên đó thì xác định ở lại nhà bố mẹ cô luôn, khỏi về nhà này nữa. Nản với chồng, mình không muốn đôi co thêm mà dắt con bắt xe về ngoại luôn. Bỏ qua mọi lời thách thức, hằng học của lão ấy. Hôm đó lão cũng không sang ngoại ăn dỗ Mọi người hỏi mình đành nở lời rằng chồng mình bận việc không về được. Tối mình cho hai con ngủ lại nhà ông bà ngoại. Chứ như mọi khi cổ bàn xong xuôi là mình phải vội vàng về nhà trình diện chồng. Mình ở lại bên ngoại hết ngày hôm sau, Tối ăn uống xong thì để hai con lại với ông bà rồi về một mình. Chồng mình vừa nhìn thấy vợ mặt ven lên, giọng cục căng. Tôi nói cô xác định đã đi thì cấm quay về cơ mà. Mặt chồng mình vẫn dán vào tivi kiểu khó chịu. Bơ vợ đi nhưng mình cười nhạt bảo. Nhà này một nửa công sức tôi làm ra. Anh không có quyền cấm đoán tôi đi hay ở. Hơn nữa tôi quay về là để chia tài sản cho rõ ràng. Xác định ly hôn thì mọi thứ phải phân minh. Cái bát đôi đũa cũng phải chia sòng phẳng. Miệng nói, tay mình đặt luôn đơn ly hôn đã ký sẵn lên mặt bàn, dục chồng ký. Từ ngày lấy nhau, cãi vã cũng không ít lần, nhưng chưa bao giờ mình nhắc tới hai từ ly hôn. Mà lần này mình còn ký sẵn đơn, thì chồng mình đủ hiểu vợ nghiêm túc cỡ nào. Lão cứ ngồi ngay người, hết nhìn đơn ly hôn lại quay lên nhìn vợ. Mình không thèm nói gì, tìm giấy bút để liệt kê tài sản đúng như lời đã nói ra. Thấy thế chồng mình mới vội vàng xuống nước, bảo từ từ vợ chồng nói chuyện. Mình gạt phát không nghe cho tới khi chồng phải xin lỗi nhận sai mình mới thôi đó rõ ràng nhiều khi mình nghĩ vợ chồng thôi thì một điều nhịn chính điều lành kiểu như cơm sôi bớt lửa nhưng lúc nào cũng nhận vai nhúng nhường mệt mỏi ức chế lắm có những khi phải vùng lên cho chồng hiểu rằng vợ cũng có chính kiến quan điểm sống riêng để mà đôi bên tôn trọng nhau không thể cứ một người nhúng nhường một người áp đảo như vậy được cách đây vài tháng trước em có đi uống trà sữa với bạn của em thì con bạn có bảo rủ thêm một đứa bạn nữa em cũng thoải mái ok các kiểu đến quán thì bất ngờ đó là một bạn nam sau bữa đó bạn ấy có về gửi lời mời kết bạn cho em nên em cũng lịch sự mà chấp nhận cũng được nghe từ miệng con bạn kể bạn nam rất kết em muốn được làm quen em cũng độc thân khá lâu nên cũng mở lòng để nói chuyện tìm hiểu cùng nói chuyện rồi bạn ấy có rủ em đi ăn đi dạo em cũng đồng ý đi Đi ăn đi chơi mấy hôm thì bọn em chính thức bên nhau Khoảng thời gian đầu quen anh Anh khá tốt, quan tâm từng chút một Nhưng quen một thời gian thì dần lộ rõ bản chất Em cảm thấy tính anh khá trẻ con và chỉ coi em như là bạn Chả giống người yêu chút nào Lúc quen được một tháng tụi em có xích mít chia tay nhau Bản thân em cảm thấy mình trong chuyện này cũng không đúng Vì công việc, gia đình tự nhiên dồn cùng một thời điểm Khiến em áp lực và có chút nóng nảy nên cả hai không ai chịu nhường ai mà tranh cãi với nhau nhưng nếu là một người bạn trai thì anh ấy nên hiểu và an ủi em chứ vậy mà anh ấy còn cấu gắt và hơn thua để cả hai cãi nhau lớn hơn dù sao thì chuyện này em cũng nhận bản thân không tốt nên có níu kéo anh anh lúc đầu còn không chịu tha thứ nhưng chắc thấy em thành khẩn quá nên cũng quay lại quay lại được một tuần em có vào nít của anh thấy anh nhắn tin với cô bạn nữ của anh mà trong đoạn hội thoại chị kia đã nói những lời không hay với em là một con người bình thường khi nhìn thấy bạn nói người yêu mình như vậy thì phải ngăn lại đúng không đây anh người yêu còn hùa theo rồi đùa cợt như không có gì bị em phát hiện thì anh có xin lỗi bảo lúc ấy tức về em quá nên mới lỡ lời vậy thôi chứ cả hai không có ý xấu em bảo muốn được nghe lời xin lỗi của chị kia thì bị anh gắt gỏng nói có tí chuyện mà em làm căng quá em làm vậy thì sao mà anh dám nhìn mặt bạn bè ủa nghe mà buồn cười đã đi nói xấu con người ta hỏng ra gì rồi giờ ngồi trách như là lỗi của nạn nhân vậy em cứ bảo nhận được lời xin lỗi từ đối phương mới tha lỗi Thế mà anh quyết định dỗi em rồi nói chia tay Đúng chịu thanh niên này luôn chứ Vì lần này không phải là lỗi của bản thân Nên em cũng không chịu lòng hòa trước Qua mấy ngày thì anh vào nhắn Ủa em vẫn da vậy Bình thường em sẽ an ủi nếu kéo anh mà Thế thì em cũng trả lời lại Em của ngày xưa nghẽo rồi anh ạ à, Giờ là em khác Biết em vẫn còn giận nên anh cũng chịu xuống nước Nói cái chị kia nhắn tin xin lỗi em nói chung là em được cái dễ nguôi tự nhiên sau chuyện này em cũng không còn muốn so đo tính toán nữa mà đúng kiểu yêu nhau chả có cảm xúc nam nữ gì luôn ấy cặp đôi khác thì ôm ấp tình cảm bắn màu hường xung quanh còn người yêu em toàn chơi ngu với em à lúc giật tóc ngồi cười khà khà lúc thì văn tục đập vai em bờm bộp trước mặt bạn bè anh mà quá đáng hơn nữa lúc em có đau bụng kia em muốn được như những cô gái khác được người yêu an ủi rồi mua thuốc pha nước ấm cho uống nhưng người yêu em đâu có biết Chỉ bảo em ăn rồi ngủ đi là hết Em tức quá mới ức chế hỏi Anh có phải bạn trai của em không Em đang đâu điên thì ít nhất anh phải nói con an ủi đi chứ Anh mời chèm chẹp nói Đâu cái thì cô gái nào chả phải trải qua Chứ không có anh thì em cũng đâu mà Em mới hậm hực bảo người yêu gì có cũng như không Thế là anh nghe được Anh mới đâm ra giận em Còn bảo nếu thế thì chia tay đi Thôi đến đây thì em cũng không muốn có một người yêu như thế này nữa Cứ dăm ba bữa là dọa chia tay chia chân Giỏi thì chia luôn đi chứ ngồi đó mà dọa Em bảo được thôi Lần này chia tay thật đi quá mệt rồi Thì đúng tối đó người yêu cứ gọi liên tục đòi quay lại Bảo nãy chỉ giỡn các kiểu Thôi em cũng mệt nên chặn luôn Lâu lâu mới yêu Lúc yêu thì dính thằng người yêu mệt ẻ Chịu như con Xin chào mọi người Em cũng xin chào admin của Pet ạ Em là Nguyễn Linh Như Năm nay em vừa tròn 19 tuổi Tuổi đẹp nhất của người con gái nhiều người cùng tuổi em bây giờ sẽ nhận được nhiều niềm vui như là được tài trợ học bổng hay là có người yêu giàu hoặc là phát hiện bố mẹ tỷ phú các kiểu các là điểu Nhưng em thì chả thấy tin vui đâu mà đã thấy hẳn cái tin buồn ập xuống mặt Đó chính là em và bạn thân vừa nghỉ chơi với nhau Em và cậu ấy chơi thân với nhau từ hồi lớp 2 đến bây giờ cũng tầm 12 năm rồi Nhưng cậu ấy cứ bị kiểm soát kiểu gì ấy Và cậu ấy cũng kiểu như là một người sĩ diện vì lợi ích mà bắt người khác phải làm theo ý mình ấy ạ Từ phong cách ăn mặc đồ ăn yêu thích Đến cả người em yêu thầm cậu ấy cũng kiểm soát Sở thích của em từng bị thay đổi từ khi chơi với cậu ấy Lúc trước em hầu như chỉ mặc quần Vì đối với em mặc váy không thoải mái Nhưng cậu ấy đã quán trên tất cả Nào là bắt em mặc váy, để tóc dài các kiểu Sở thích của em là nấu ăn và đọc sách Và cả học nữa Nhưng từ lúc gặp bản thân cũ Thì nó lại trở thành chơi điện tử và xem tivi Còn có cả trốn học nữa cơ cậu ấy còn bảo mấy thứ đó tốt, bà bắt em phải tập làm theo. còn người em yêu thầm cũng thế. em sẽ kể cho mọi người nghe một lần tiêu biểu nhất. hôm đó em và cậu ấy có rủ nhau đi cà phê. thế là em định gọi một cốc cà phê sữa, vì nó là đồ uống yêu thích của em. nhưng cậu ấy cứ bắt em phải gọi sinh tố xoài. em vẫn vui vẻ mà đồng ý gọi một cốc sinh tố. sau một lúc thì em còn nói tên người em yêu thầm cho cậu ấy nghe. nghe xong mặt cậu ấy tối sầm lại rồi cậu ấy đứng dậy chỉ thẳng vào mặt em rồi bảo đáng ý ra người cậu thích phải là tuấn thế mới đúng cậu ấy nói xong thì cũng bùng vằng mà rời đi em cứ ngồi đó mà chả hiểu gì người em thích là ai thì đó là do em quyết định vậy tại sao lại phải tức giận chứ còn nữa lúc là mà kiểm tra thì đều là cậu ấy hỏi em xong thì lại đồn em chép bài của cậu ấy những chuyện đó em chả để tâm cho lắm vì đơn giản chúng em là bạn thân thì em cần gì phải cân đo đong đếm từng thứ một với cậu ấy chứ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó đỉnh điểm là cậu ấy thẳng tay Đẩy người em yêu thầm xuống sông Cú đẩy đó Khiến cậu ấy bị ngã đuối Đám tang của người em yêu thầm diễn ra Cậu ấy cũng đến Nhưng lại mặc một bộ quần áo hở hang Và khá bất lịch sự với mọi người ở đó Đến đám tang rồi Còn nói với cái giọng đùa cợt Mày thì cướp bạn thân tao khỏi Tuấn à Cáo loại mày Đúng là mà đáng chết Em đứng trước mặt di ảnh của người em yêu thầm vừa đứng vừa khóc thật to còn có một chút muốn oán trách con bạn thân khốn nạn đó lại đứng sau mà cười a ha em tức quá không chịu được mà đi đến tát một cái bà còn tặng cho nó thêm một cú đấm vào ngực nữa rồi hét lớn mày có nghĩ đến lợi ích của mày thì cũng phải nghĩ đến tao chứ tại sao tất cả sở thích của tao người tao yêu cũng phải theo ý mày chứ người tao yêu là dương không phải là tuấn mãi mãi không phải là cậu ta nó thấy thế thì cũng ôm má mà rời đi Đám tang của cậu ấy không hiểu tại sao Lại có loại khốn nạn như nó xuất hiện cơ chứ Về nó nhắn tin với mẹ em là Không coi nó là bạn Mà coi nó không bằng một con chó Còn nói em là đánh nó trước mặt mọi người Và còn nói xấu nó Thế là em bị mẹ mắng Nhưng mẹ em đứng dậy mà cãi luôn Mẹ à con Hân là người giết Dương đấy Mẹ có hiểu không Đám tang của cậu ấy Nó còn mặc quần áo hở hang Chả tôn trọng ai cả với lại nó còn bảo cậu ấy đáng phải chết Và tại sao mẹ lại bênh cái loại như nó chứ Nếu là mẹ thì mẹ có bực mình không Mẹ thì thế thì cũng không bằng em nữa Rồi cũng an ủi em Rồi mẹ cũng nói với em một câu Mẹ biết hơn làm thế là vi phạm pháp luật Nhưng trong đám tang thì con không thể dùng bạo lực như thế với nó được Vì như thế là thất lễ với mọi người trong đám tang và người đã chết Em cũng gật gù với mẹ rồi lên phòng mà khóc Một phần vì uất ức, một phần vì khá tức giận Mọi người cho em lời khuyên với ạ. Xem em làm thế có phải sai không hả mọi người? Và em có nên báo cảnh sát vì hành vi giết người của nó không ạ? Và vì em không học giỏi văn nên viết có phần cục lốc nên mọi người thông cảm. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Tôi lên đây vì có vài lời muốn tâm sự mong mọi người sẽ lắng nghe câu chuyện của tôi tôi là một trans lesbian tức là tôi từng là nam đã chuyển giới thành nữ và có xúc cảm với phụ nữ vậy nên xu hướng tính dục của tôi là les tôi quen người yêu của tôi qua ứng dụng hẹn hò của facebook chị ấy tên là mai là một người con gái thật sự rất tuyệt vời tôi thật sự yêu thương chị ấy rất là nhiều chị cũng đáp lại tình cảm của tôi và chúng tôi đã có khoảng thời gian bên nhau vô cùng tuyệt vời tôi đã nghĩ rằng sẽ chẳng có gì có thể cản bước được tình yêu của chúng tôi nữa và tôi hạnh phúc với điều đó thế nhưng mà mới đây chúng tôi đã phải chia tay vì người trong gia đình của chị ấy phản đối đêm hôm đó lúc tôi từ trường đại học về đã thấy dòng tin nhắn của chị chị xin lỗi mình chia tay đi chị hy vọng em sẽ tìm được người mới tốt hơn mong em hiểu và tha lỗi cho chị thương em lúc đó tôi thật sự đã rất sốc và hoảng loạn tôi đã liên tục nhắn tin và gọi điện vào zalo sms của chị ấy nhưng không thấy ai trả lời mãi đến một lúc sau trong messenger mới hiện lên một dòng tin nhắn đến từ người lạ tôi thầm nghĩ có thể là chị nhắn nhưng không phía bên kia nhắn đến chỗ cho tôi đừng làm phiền em gái của tôi nữa lúc đó tôi mới tá hỏa khi biết được người lạ đang nhắn tin cho tôi chính là chị họ của chị mai đang nhắn tin và yêu cầu tôi không làm phiền chị mai nữa tôi đã rất sốc khi nghe điều đó chị còn bảo gia đình sẽ không bao giờ chấp nhận cả hai yêu nhau tôi cố gắng để thuyết phục chị ấy nhưng chị ấy vẫn không chấp nhận thậm chí chị ấy còn lấy lý do quá khứ dính scandal của tôi ra để cấm cản chúng tôi tôi thừa nhận trước đây tôi từng dính vào một số scandal không hay thế nhưng mà thật sự tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ hôm đó rồi tôi biết lúc đó tôi đã sai tôi không có gì để bào chữa cho cái quá khứ đó của tôi nhưng bản thân tôi đã tự biết sai và cố gắng thay đổi rất nhiều để không mắc phải sai lầm đó nữa hơn nữa kể từ lúc gặp mai chị ấy thật sự đã thay đổi tôi rất nhiều tất cả mọi thứ từ con người đến tính cách chị ấy giống như một mặt trời của tôi vậy tôi cầu xin chị họ cho phép tôi được nói chuyện với mai mai nghe máy và đã cầu xin chị đừng bỏ rơi tôi nhưng chị lại lạnh lùng đáp rằng chị ấy đã chấp nhận nghe theo gia đình nói lời chia tay với tôi chị ấy còn nói hãy quên chị đi đừng tìm chị nữa làm vậy sẽ càng khiến chị đau hơn thôi chị nghĩ buông bỏ thời gian này sẽ tốt cho cả hai thời gian sẽ làm cho em quên đi chị chị cũng sẽ quên đi em hãy coi như thời gian tốt đẹp chúng ta bên nhau là một kỷ niệm đẹp gia đình chị muốn chị phải lấy chồng sinh con chứ không muốn chị yêu đương với người đồng giới xin em hãy hiểu cho chị chị xin lỗi em lúc nghe ấy nói như vậy tôi đã chết lặng nếu đã biết chị sẽ đau lòng Sao còn nói lời chia tay với em Nếu đã biết em cũng sẽ đau lòng Sao lại chấp nhận buông tay mà không cùng em giải quyết chứ Tại sao Tôi phải làm sao đây mọi người Tôi có nên chuyển lại thành nam Để có thể tiếp tục yêu chị ấy được không Thật sự tôi rối bời quá Mong mọi người tư vấn giúp tôi Chào mọi người, chào biết ạ Hôm nay em lên đây xin phép kể cho mọi người Con bạn em họ Thú tên là Bảo ạ Thú Bảo là báo thủ nha mọi người Chuyện là thời gian gần đây Do đi xe đạp đi học xa quá nên là bố mẹ của em có đầu tư cho em một chiếc xe super cup để đi học cho đỡ vất vả. Thế là em mới rủ con bạn thân báo thủ của em đến để tập đi xe cùng với em. Vì nhà nó ngay gần nhà em nên hai đứa hay đi học cùng nhau mà. Thì hai đứa bọn em mới dắt bộ xe ra bãi đất chống để tập xe. Em tập đi trước, xong rồi đến con bạn báo thủ của em tập sau. Lúc em tập thì không có vấn đề gì vì em nhát chết nên là đi chậm thôi. Nhưng đến khi con bạn em thử đi Thì nó phóng như là điên vậy á mọi người Nó nhảy lên xe Bà vận ga Phóng veo các kiểu Em thấy nguy hiểm quá Nên là có nhắc nó đi chậm lại Thì nó dừng trước mặt em và nói Ê mày Tao đi thạo rồi Tưởng đi xe máy như thế nào cơ Dễ ẹc à Mày nhảy lên đi Tao đè mày đi một vòng hóng gió Em bảo nó mới biết đi xe Thì đi ở chỗ vắng thôi Đừng nên đi ra ngoài đường như thế Thì nó bảo em là mày yên tâm, tao mới tập đi 15 phút mà đã thuần thục các kỹ năng đi xe máy rồi, thế nên là mày cứ nhảy lên đi, có gì tao chịu trách nhiệm, không phải lo đâu. Thế là em cũng ngu ngốc tin lời nó luôn mọi người ạ. À. Vừa mới đặt mông lên con xe super cup thì nó phóng vút đi như một cơn gió. Mọi người đừng có bảo em chém gió là gì nhá, tại vì em đang quen với tốc độ xe đạp mà bỗng nhiên ngồi lên xe máy đi nhanh như thế nên là em choáng ngợp lắm. Con bạn em thì đi xe ẩu lắm luôn á. Nó cứ phóng vèo vèo như mấy bọn trộm chó Đã vậy ở chỗ em Có mấy đoạn đường đất Nên đi chậm để đỡ bị sóc Thì nó cứ lao vào không thèm giảm tốc độ Em ngồi ở đằng sau Cứ nảy mông lên xuống ê hết cả mông À quên chưa nói với mọi người Là con super cúp của em Không có định ở đằng sau nhá Vì quá là đau mông nên em mới bảo Con bạn là đi chậm chậm lại thôi Vì nó cứ phóng rồi bảo là Tại xe máy của mày bốc quá Mà đi chậm thì phí xe lắm Nên là cứ tận hưởng đi mày phải có niềm tin vào bản thân mày chứ Vừa nói xong thì cái con bạn em đâm phải cục gạch Hai đứa bị ngã nhào lộn ra phía trước May mà em với con bạn không sao Nhưng mà chiếc xe super cũng yêu dấu mà bố mẹ mới đầu tư cho em Thì bị vỡ đèn với cả bị lệch mất cái tay cầm lái Phải khó khăn lắm em và con bạn thân mới đem xe về đến nhà được về tới nhà bố em thấy vậy liền chửi cho em một trận lên bờ xuống ruộng và cuối cùng, bố quyết định là không cho em đi xe máy đi học nữa mà tiếp tục phải đi xe đạp đi học vì xe kia hỏng, phải chờ đến đi sửa. Chỉ vì tin lời của con báo thủ nên em vừa bị bố mắng, lại còn không có xe máy để đi học mọi người ạ. Qua đây, em muốn nhắn gửi tới các bạn mới đi tập xe máy hay là mới đi tập cả xe đạp. Nếu mà đi chưa cứng thì mọi người đừng nên đi nhanh như con bạn em nhé. Còn mấy người mà có bạn thân báo thủ như em thì tốt nhất đừng tin lời ngồi sau xe chúng nó nhá. Không khéo lại bị ăn đòn như chơi. Em xin hết ạ.